thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng, nhà nước ta đã chủ động, tích cực thực hiện đường lối ngoại giao cây tre theo trường phái của Việt Nam và nghiêm túc thực hiện chính sách quốc phòng 4 nhằm hiện thực hóa quan điểm Việt Nam là bạn, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại với tất cả các nước là đối tác chiến lược toàn diện và đối tác toàn diện của Việt Nam, bạn bè quốc tế. Đây cũng là chủ trương thêm bạn bất thù đúng đắn của Đảng, nhà nước ta. Thông qua các quan hệ hợp tác quốc tế và các hoạt động ngoại giao, chúng ta có các đoàn vào, đoàn ra để bạn bè quốc tế có thiện chí hiểu biết đầy đủ, sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam, chủ trương, đường lối đối ngoại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì lẽ đó, các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thường xuyên có các chuyến công tác nước ngoài đến các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và nhiều nước khác trong thời gian gần đây. Trong đó có chuyến công tác dài ngày của đồng chí Tô Lâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Mỹ, Cuba, Mông Cổ, Ireland. Hoạt động này không có mục đích nào khác là làm cho nước ta ngày càng mạnh lên, thêm bạn, bất thù, đáp ứng tốt nhất sự kỳ vọng, lòng mong mỏi của quân và dân cả nước. Đây cũng là việc làm đúng đắn, rất cần thiết để đưa nước ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, qua đó tìm kiếm các giải pháp mới, thiết thực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đảng đã vạch ra, hướng đến chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045, sớm về đích để Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, một số người có quan điểm đối lập với Đảng, nhà nước ta đã không nghĩ như vậy. Họ đã cố tình làm sai trái khi chộp lấy các sự kiện diễn ra trong thời gian gần đây, từ hội nghị bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15, hội nghị Trung ương 10 khóa 13, sự tàn phá của cơn bão số 3 mang tên Iazi và chuyến công tác dài ngày của đồng chí Tô Lâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đến Mỹ, Cuba, Mông Cổ, Ireland để làm cái cớ thêu dệt, bịa đặt, dựng chuyện, viết các vật tin, bài tung lên mạng xã hội nhằm mục đích tuyên truyền sai trái, phủ nhận chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của Đảng, nhà nước, kê kích, châm chích đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam và việc chúng ta nghiêm túc thực hiện chính sách quốc phòng 4 để tránh xung đột, chiến tranh. Tất cả các hoạt động nêu trên đều nhằm một mục đích hạ thấp uy tín, danh dự của Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời phủ nhận lòng tốt, thiện chí, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, bôi đen xã hội Việt Nam, gây mâu thuẫn, bất đồng, tạo phe phái đối lập trong nội bộ Đảng, đối lập Đảng với nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.